chào quý vị, Hãng Cơm Bên Bên có mặt ở cầu Kênh Sáng, ranh giới giữa quận 7 và quận 8 Sài Gòn. Đây con Kênh Sáng là gì? Tức là con kênh đào bằng sáng thỏi đó, bằng máy xúc thời Pháp quý vị. Đây là đường Dương Bá Tràng, phường 1, quận 8 Sài Gòn. Trời đang rất là nắng quý vị, có mây nhẹ, nhiệt độ khoảng 32 độ C. Đây là hướng từ quận 7 qua quận 8 về quận 5 nè quý vị. Hôm nay đúng là ngày Vu Lan báo hiếu rằm tháng 7 nè. Đây là cầu Nguyễn Văn Cừ quý vị, bắc qua kinh Đò Hủ nè. Bên phải là nhìn về hướng quận 1 á. Đó, rẽ phải là theo đại lộ Võ Văn Kiệt cái gì, đồ Đông Tây đó. Ra khu vực quận nhất, chợ Bến Thành đó. Bên tay trái là ngày xưa chợ Nancy ấy vậy. Trần Hưng Đạo vậy. Đây thuộc phường 1 quận 5. Rồi đây là ngã tư với đường Nguyễn Biểu. Đây là mộ ông Bê Rút Ký bánh trung thu. Rồi, về phải ở đây đường Trần Bình Trọng.
đó, di tích mộ Mirsky trong này nè, Hải có quay trong này nè. Cạnh đây là tu viện Bến Thánh Giá, chợ quán hay gì. Nhà thờ chợ quán cũng là một trong những nhà thờ cổ của Sài Gòn. Đây vừa phải vô cái gì xem. Nhà thờ chợ quán vị nào ngày xưa ở đây đỡ nhớ ha. Kiến trúc vẫn còn giữ như ngày xưa quý vị. Đây là đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5. Rồi đi ngã tư với đường Nguyễn Trãi quý vị. Tiếp tục về hướng quận 5. Qua đây là phường 3 nữa gì. Đường Beruski ngày xưa bây giờ là đường Lê Hồng Phong thì tập trung các cái bến xe đi về Nam Kỳ Lục Tỉnh, bây giờ vẫn vậy vậy, gửi đồ đi đó. Trước thì là nhà hàng Biển Đông 516, nổi tiếng bán seafood gì, góc với đường An Dương Vương. Đường An Dương Vương này ngày xưa có tên là đường Thành Thái gì. Nó nói giữa đường Nguyễn Hoàng với lại đường Cộng Hòa đó. Bây giờ là đường Trần Phú với lại đường Nguyễn Văn Cừ. Bây giờ tập trung đường này là độ xe hơi, Hai Âm Thanh, Kiến Hậu, rồi mấy cái tre kiến gì. Phải là trung tâm An Dương. Thank you.
Ok, thank you. See you quý vị nha. Hẹn gặp lại clip tiếp theo. Goodbye.